Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 35 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói Đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói.